Tôi thấy chị vất vả thiệt đó. Tôi thấy không có gì vất vả hết. Hoàn cảnh của chị hiện giờ giống như mấy bạn nhậu của tôi thường nói á, là rượu mời không uống mà uống rượu phạt đó. Trước kia mà lấy tôi á, thì bây giờ có phải cuộc đời của chị lên hương rồi không? Tôi cứ thắc mắc hoài, không biết ông anh cù lần của tôi có chỗ nào mà hơn tôi mà chị phải khổ sở nhiều như vậy. Chú thật sự muốn biết anh Phát hơn chú ở điểm nào sao? Chị nói thử cho tôi nghe coi chơi. Anh Phát, anh ấy hơn hẳn chú ở tấm lòng. Trời ơi, tôi tưởng chị nói gì chứ tấm lòng á, thằng Đạt này nó có thừa. Tại vì chị không chịu đón nhận thôi. Đúng, đúng là ai cũng có tấm lòng. Nhưng tấm lòng của chú á là tấm lòng ác độc, nhẫn tâm. Ê, chị đừng có thấy tôi lịch sự với chị rồi chị muốn chửi tôi thì chửi nha. Tôi có làm gì chị đâu mà chị nói tôi ác độc, nhẫn tâm. Chú đã làm gì thì tự chú phải biết, sao chú lại hỏi tôi? Mà thôi, thì sẵn đây á, tôi cũng nói một chút cho chú khỏi thắc mắc. Chú có nhẫn tâm hay không? Thì sao? Chú đã làm gì đến nỗi Trâm phải bỏ xứ mà ra đi? Chú tự nhớ lại đi. Trời ơi, biết bao nhiêu người ở trong làng này thích tôi. Tại con Trâm á, nó ngu thì nó ráng chịu. Đúng không? Chết rồi, tôi xin lỗi. Trời ơi, cái gì vậy? Mình trả nợ cho người ta mỗi tháng, không ai đụng đến mình đâu. Má chồng con sao biết được? Mấy cái giấy tờ để trong tủ làm gì? Chi bằng cho má mượn tạm đi. Thôi được rồi, má để con suy nghĩ lại đã. Con, nhưng mà nhanh nhanh nha, không còn nhiều thời gian đâu. Con biết rồi, thôi con về đây. Khoan đã con. Cái gì nữa vậy má? Con phải cẩn thận nha, có gì là chết đó. Con biết rồi. Cho chắc ăn, con tính là con sẽ chơi luôn hai gói. Người bán nói cắm đó là một gói là đủ rồi, nhưng má sợ hở mua luôn bốn gói, thà dư hơn thiếu. Con biết rồi, con về nghe má. Cẩn thận nha con. Con biết rồi. Mặc thay áo có đẹp không? Ngoan. Con ngoan của má. Má đếm từng ngày đợi con chào đời đó. Con sẽ là niềm hạnh phúc của ba má, còn bà nội nữa. Má tin là khi con chào đời rồi, bà nội sẽ yêu thương con. Lượm. Dạ M3. Mày đang sắc thuốc cho M2 hả? Dạ. Nhớ cẩn thận đó nghe chưa, không có được để bị khét, không có nên. Dạ, bà có căn dặn con kỹ rồi, con không dám bỏ đi đâu hết á. Con ngồi đây coi chừng không à. Vậy thì tốt rồi. Thuốc sắp cạn chưa? Dạ, chưa, chắc còn lâu lắm mà.
Lượm nè. Dạ. Tự nhiên tao thèm ăn khế quá. Mày lấy cái rổ chạy ra sau giường hái cho tao mấy trái khế đi. Dạ. Mà nè, bây giờ tao lên phòng nằm nghỉ. Mày hái khế xong á, rửa sạch rồi đem lên phòng cho tao nghe chưa? Dạ. Tao lên trển á. Tới nè nha. Đây nè. Tới luôn. Đi. Nè. Đôi 7. Để đó mày. Đôi 8. Đôi 2. Xì. Tới luôn rồi kìa. Mày chung tiền đây, chung tiền đây. Hôm nay làm gì mày quýnh thu liền chung tiền vậy? Coi tao không chơi nữa đâu. Kỳ mày. Nè. Rồi. Tao về nha. Ê. Từ từ về. Làm gì sớm mày? Để tao quýnh về dán gỡ lại mày ơi. Bộ nhớ vợ ở nhà hả? Thôi mày ơi, mày cho nó về đi. Mấy con kia Mỹ ra nắm đầu nó, tội nghiệp nó mày ơi. Cái gì? Ý mày nói là tao sợ vợ đó hả? Mày đâu có sợ vợ đâu, mày thờ bà không à. Được rồi, nếu mày nói vậy á thì quýnh đi. Tao chơi tới bến luôn. Chị về đi, chị đi mày. Chị đi. Ê, đưa đây, anh làm cho. Trời, em khéo tài quá. Sao em biết mai vậy? 7 năm trước, chị Liên ở gần nhà em, chị sinh con. Rồi má em mai đồ cho chị. Em thấy thích, cho nên em bắt chước, em học theo á. May á, là em mới bắt chước thôi á, mà em giỏi như vậy rồi. Em mà học thiệt, chắc em giỏi hơn chị Liên luôn á. Sao vậy? Em đau lưng hả? Em mỏi lưng quá. Trời ơi, quay lại, anh massage cho. Trời ơi, thương vợ anh quá. Má em kể á, cái lúc mà mang bầu em, gần sắp tới ngày sanh rồi, mà má còn phải đi gặt lúa lãnh công cho người ta. Tới chừng á mà nghe đau bụng lâm râm rồi đó, má chạy về nhà, chỉ kịp rửa chân là đẻ em luôn á. Má nói hả, vận động nhiều sau này dễ sanh con. Trời ơi, vậy là em bị đẻ rớt á hả? Hả? Sao tôi thương vợ tôi dữ vậy trời. Tội nghiệp em quá à. Anh thương em, anh thương luôn má em luôn. Thì đúng rồi, phải thương má em nữa chứ. Đỡ chưa? Anh biết không, được ngồi may áo cho con như vậy á, em cảm thấy hạnh phúc lắm. Mai mốt mà con chào đời, nó mặc cái áo mà em may, chắc là nó sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm. Nó sẽ cảm nhận được tình thương của em dành cho con, đúng không anh? Em cho anh cảm nhận tình thương của em dành cho anh đi. À quên nữa, em tính khoe anh cái này, dễ thương lắm. Từ từ thôi. Cái gì vậy? Đợi em chút. Lấy cái gì? Mợ hai ơi. Ơi. Mợ hai. Gì vậy? Mợ hai ơi. Nói đi. Dạ, thuốc sắc xong rồi mợ. Dạ, thuốc con sắc xong rồi. Chừng nào mợ uống vậy? Lát nữa mợ ra uống. Dạ. Đem vô đây luôn nha. Dạ dạ. Rồi. Anh coi nè. Cái gì vậy? Đẹp không? Trời ơi. Dễ thương không? Ở đâu vậy? Hồi nãy thằng Hiền nó đem qua cho em á. Nó nói hôm qua má với nó đi chợ mua cho em đó. Trời ơi, cực dễ sợ.
Tội nghiệp thằng Hiền với má. Vô đi, vô đi. Dạ thuốc nào mà hai uống đi mà hai. Ê, mất. Vô đây, vô đây. Coi chừng, biển, biển. Chết em rồi, cậu hai ơi. Trời ơi, chết mà còn la nữa. Nhưng mà thuốc của mợ. Yên tâm đi, để cậu giải quyết cho. Rồi bây giờ mẫu xong rồi. Bây giờ hai người đứng yên, đứng yên, đứng yên. Rồi đi cái đây đi, để anh giải quyết cho. Nhưng mà thuốc của mợ. Bây giờ cậu hai á, thuốc cái gì nữa, mợ hai uống xong rồi. Em đừng có lo. Mợ hai uống xong rồi, hiểu không? Bà biết sao? Bà biết á thì nói, thì ví dụ bà hỏi mợ uống thuốc chưa? Thì trả lời sao? Mà uống thuốc rồi, trời ơi, sao mà cái nhà này không ai hiểu ý tôi hết vậy ta? Giờ hỏi lại nè, mà uống thuốc chưa? Dạ rồi. Rồi đó, mà trả lời đừng nhăn nha, hiểu không? Rồi, có năng khiếu nói xạo đó. Đừng nè, đừng lo, mà ông nói cậu ông nói không ai biết đâu, hen. Ừ, rồi, còn nữa, quên. Ai mà hỏi cái chén đâu á, nói là lát nữa cậu đem ra. Nhưng mà thật ra là cậu đem đi quăng rồi, hiểu không? Dạ. Cái này là nói thiệt, đâu có nói xạo đâu mà nhăn. Lượm, tao mới ngủ có chút xíu à mà mày sắc xong thuốc rồi hả? Dạ rồi, con đem vô cho mợ hai uống luôn rồi đó mợ. Mày có tận mắt thấy mợ hai uống thuốc không? Dạ có mà, mợ hai có uống mà. Được, cái chén đâu, sao không đem ra? Dạ cậu hai nói là để trong đó chút xíu cậu hai đem ra luôn. Trời đất ơi, Lượm ơi là Lượm, mày là kẻ ăn người ở trong nhà. Mấy cái chuyện này là mày phải tự làm chứ, sao để cậu hai làm? Mày muốn phải tự đem ra nghe chưa? Dạ. Tao á, là tao chỉ sợ mà hai uống hoài, thấy ngán, rồi đem đổ thuốc đi, uổng công mày sắc thôi. Dạ không có đâu mợ, ngày nào mợ hai cũng uống đàng hoàng hết trơn. Mợ hai cũng muốn đứa con trong bụng mợ khỏe mà. Ừ, vậy thì tốt rồi. Mày làm gì thì làm đi. Mà nè, nhớ những lời tao dặn nghe chưa? Dạ. Ừ, đi đi. Dạ. Để coi nó có mạnh khỏe được hay không. Dạ, con mời má ăn cơm. Mời chú thím. Cảm ơn chị nghe. Dạ. Con Mỹ bới cơm đi. Má mình nói thuốc rất công hiệu. Vậy tại sao nó uống vô rồi mà vẫn tỉnh bơ vậy trời? Ráng theo dõi coi sao. Có thể là ngắm từ từ. Mỹ. Dạ. Bới cơm mà ngồi suy nghĩ cái gì đờ ra vậy? Dạ dạ. Tại vì con nhớ đến ông Sáu làm vườn nhà mình đó má. Cái ông đó ông phiền ghê á. Có chuyện gì hả? Dạ. Hôm trước ông hỏi xin con là tăng thêm tiền công. Con không có đồng ý. Vậy là hôm nay ông xin nghỉ việc luôn. Đúng là làm eo làm sách. Ôi, cái lũ đó được đằng chân là lân đằng đầu. Con cứ cho ông nghỉ đi, mướn người khác, sợ gì. Mà má nè, kiếm được người khéo tay như ông khó lắm đâu. Má thấy cây kiển của nhà mình từ trên tới dưới, ông tỉ tót xuất sắc chưa? Tôi kệ, tăng trọng chút xíu có sao đâu má. Nếu mà ông đòi mà mình đáp ứng, thế nào mai mốt ông cũng đòi nữa thì sao? Mệt lắm. Ý vợ con giống ý má đó. Bây giờ kệ ông đi, muốn nghỉ thì cho nghỉ. Bây giờ kêu ông ở lại tăng lương á, rồi ông đắc ý đó. Từ từ rồi mình cũng kiếm được người vậy. Mình là chủ mà, cần gì phải quỳ lụy người làm mướn. Thôi ăn cơm đi. Má nói làm sao thì nghe vậy đi.
Hôm nay anh chụp cho em cứ yên tâm. Anh kiếm được chỗ này nè. Kìa, ở đây nè. Mình qua kia nha. Hôm nay á, anh nhất định phải chụp cho em một bộ ảnh đẹp đó nha. Em cứ yên tâm đi. Đứng đây ha anh. Xích vô đây một chút. Dạ. Ừ, đúng rồi đó. Cười tươi nha. Ừ. Cười tươi chút nữa. Đúng rồi. Tươi lên. Ừ. Bây giờ anh chụp gần nha. Rồi. Đúng rồi. Tươi lên. Đúng rồi đó. Kéo nón xuống chút. Em đẹp chưa? Anh thấy em đẹp lắm á. Vậy á, anh nhất định phải chụp cho em thiệt đẹp đó nha. Em yên tâm đi, nhất định anh sẽ làm cho em hài lòng. Đành phải làm liều thôi. Mà họ chụp hình chắc còn lâu mới xong. Mình phải đi báo cho Lan, hy vọng là còn kịp. Sửa tóc lại chút nè. Đó. Vậy nha. Lan ơi, Lan. Lan ơi, Lan. Lan, nhanh lên, nhanh lên. Hả? Đi theo Thảo nhanh lên, lẹ lên. Đi đâu? Trời ơi, đi đâu? Không có còn thời gian để giải thích đâu, đi nhanh lên. Nhưng mà đi đâu mới được? Bây giờ đi đi, trễ là Loan ân hận suốt đời luôn đó. Đi đi nhanh lên. Nhưng mà muốn đi đâu á, phải đợi Loan thay đồ đã. Không cần thay đồ đâu, nhanh lên, Loan. Vậy mà còn thay đồ nữa. Ủa, ta chở Loan tới đây để làm gì vậy? Ủa? Trời ơi, trễ mất tiêu rồi. Mất tiêu cái gì? Trễ rồi. Trễ cái gì? Trời ơi, thấy bị gì vậy? Diệu ơi. Dạ. Bữa nay anh nhìn em thấy đỡ xanh xao rồi đó. Chắc tại má cho em uống thuốc á. Từ hôm uống thuốc dưỡng thai tới giờ, em thấy trong người khỏe, mà ăn uống cũng thấy ngon miệng hơn nữa. Mà không biết làm sao, em thấy buồn ngủ hoài à anh. Nãy giờ cũng cảm thấy buồn ngủ nữa rồi đó. Rồi 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 rồi, ăn được ngủ được là anh mừng rồi. Bây giờ á, em ráng uống thuốc cho đều nha. Bây giờ giờ buồn ngủ hả? Giờ ngủ đi. Đi ngủ xong rồi tranh thủ tắm sớm, để tối trời mưa nước nó lạnh rồi không có tắm được. Ừ. Tí nữa anh đi tắm cho con mực rồi sẵn tắm cho anh luôn nha. Ngủ ngủ ngủ, nằm xuống đi, nằm xuống đi. Cho em cái gối đi. Tại sao kỳ vậy? Uống thuốc phá thai mà ăn ngon, ngủ ngon hơn là sao? Không lẽ má mình mua lộn thuốc? Mình đáng chờ thêm vài tiếng đồng hồ nữa còn sao? Loan thật không ngờ Thái lại có những hành động xấu xa đến như vậy. Loan thật xấu hổ khi làm bạn của Thái đó. Thái xin thề với Loan luôn, những gì mà Thái nói đều là sự thật hết. Hồi nãy hai đứa mình mà tới sớm một chút là Loan không bao giờ nghĩ Thái như vậy hết á. Thái à, anh Hiệp đã nói tốt cho Thái bao nhiêu, binh vực Thái bao nhiêu, thì Thái lại hoàn toàn ngược lại. Tại sao Thái luôn tìm cách để nói xấu anh ấy vậy? Thái không nói xấu ai hết. Những gì mà Thái nói với Loan từ trước tới nay đều là sự thật hết. Mới hồi nãy nè, cũng tại chỗ này, chính mắt Thái thấy hai người đang âu yếm với nhau á. Vậy hả? Vậy thì họ biến đi đâu? Hay là họ biết là Loan sẽ tới bắt quả tang, cho nên họ đi trốn hả? Thái à, tụi mình đã lớn hết rồi. Thái lại chuẩn bị sắp trở thành một thầy giáo nữa. Loan mong rằng á, Thái cư xử cho đúng mực một chút đi.
Loan, Thái xin lỗi, nhưng mà Loan phải tin Thái. Thôi đủ rồi, Loan đã bắt đầu thấy ghê sợ Thái rồi đó. Từ hôm nay Loan sẽ không xem Thái là bạn nữa. Cho nên những chuyện của Loan Thái đừng có xen vô. Bắt tay nè. Tay. 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 Giỏi. Rồi bắt tay, bắt tay. Bắt tay lại nha, bắt tay lại nha. Nhẹ nha. Bắt tay nè. Rồi. Bắt tay. Bắt tay, bắt tay. Này là thuốc gì chứ? Má mình nói chắc chắn lắm à. Tại sao nó cứ trơ trơ đây vậy? Nhìn vợ chồng người ta bắt ham mà. Còn chồng mình á, càng lúc càng thấy chán. Già đầu rồi mà còn ham chơi như con nít vậy đó. Đã vậy á, tối nay tôi để cho ngủ một mình cho biết thân. Anh Hiệp, chiều nay anh đi đâu vậy? Có gì không em? Anh trả lời em trước đi. Anh nói rồi, anh đi với nhóm bạn của anh. Tụi anh bàn về các xuất diễn sắp tới. Vậy mà có người nói với em là thấy anh tình tứ chụp hình với cô gái đẹp ở công viên á. Người nào? Người nào mà giỏi như vậy? Thấy được những điều trong tương lai của anh. Anh nói vậy là sao? Anh định tìm một cái nơi thật đẹp để chụp hình cho em. Nhưng mà công viên thì anh chưa tìm ra. Vậy mà có người đọc được ý nghĩ của anh vậy mới ghê chứ. Nè, nói cho anh biết đi, người đó là ai mà có ý nghĩ cao siêu như vậy? Còn ai vô đây nữa? Thái chứ ai. Tự nhiên có chạy ào tới nhà lôi em ra công viên. Cái gì? Em đã đi tới công viên? Ừ, thì em tới đó, nhưng mà em có thấy ai đâu. Rồi em mắng cho Thái một trận, sau đó tuyên bố tuyệt giao luôn. Anh thấy cậu Thái thật đáng thương. Mà thôi, em cũng đừng trách cậu ta làm gì. Chắc là tinh thần cậu ấy có vấn đề rồi, cho nên mới nghĩ ra những trò trẻ con để mà chia rẽ chúng ta. Nhưng mà nói cho cùng thì anh còn phải cảm ơn cậu ta nữa kìa. Tại sao phải cảm ơn? Bộ anh không thấy phiền phức hả? Phiền á thì cũng phiền thật đó, nhưng bù lại cậu ta giúp cho anh biết được tình yêu và lòng tin của em dành cho anh như thế nào. Anh á giống anh hai em ghê, suốt ngày chỉ biết nghĩ tốt cho người khác thôi à. Vậy là xém chút nữa mình đã bị thằng nhóc kia vạch mặt. Mày muốn phá đám tao hả? Thách mày đó con. Con, sao rồi con? Ngồi xuống đi. Chuyện gì sao rồi? Từ trưa giờ má hồi hộp quá, mà má không dám đi qua bên bển. Con, có để giấy phép kinh doanh nhà máy qua cho má mượn không? Dẹp mấy cái chuyện đó qua một bên đi. Cái gì vậy? Bây giờ con hỏi má nè, má mua thuốc gì cho nó? Trời đất ơi, con hỏi gì kỳ vậy? Rõ ràng chính tay con bỏ thuốc cho cái siêu thuốc của nó. Vậy mà tới bây giờ, tại sao nó lại trơ trơ? Đã vậy á, nó còn ăn ngon ngủ ngon hơn mọi ngày nữa là sao? Chắc là tại má thương nó, má tội nghiệp cho nó, cho nên má mua thuốc bổ cho nó dưỡng thai, có đúng như vậy không? Kim Mỹ, con nói chuyện gì kỳ vậy? Dám nói với má như vậy đó hả? Chứ bây giờ con phải nói làm sao cho má vừa lòng đây? Hay là con phải cảm ơn má hả? Má làm con thất vọng quá. Má có biết á, con rất là vui
Cô chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối phó với tất cả mọi việc. Vậy mà mọi việc nó lại hoàn toàn trái ngược với ý của con. Con thất bại thảm hại. Vậy mà má có biết không? Má đâu có thương con. Tuổi ngày á, má chỉ biết đòi hỏi con phải làm cái này, phải làm cái kia cho má. Cô chỉ nhờ má có một chuyện thôi mà má cũng làm không xong nữa. Đúng rồi, tại má sợ liên lụy má chứ gì. Má sợ liên lụy người ta nghĩ xấu má chứ gì. Đúng. Tao, tao sợ liên lụy tội ác của mày đó. Vì vậy mà tao mua thuốc bổ cho nó uống. Giờ thì mày biết rồi, mày không giúp tao nữa phải không? Vậy cũng được, tao không cần mày nữa biết chưa. Kim Mỹ ơi, Kim Mỹ ơi, Kim Mỹ. Kim Mỹ ơi. Kim Mỹ. Kim Mỹ. Nghe nói nè. Em sao vậy? Anh đi về đi. Kim Mỹ. Anh đi về. Anh đi về với các bạn trời đánh của anh đi. Anh đi theo mấy con giấy tờ trong làng đi. Tôi không cần anh nữa. Tôi không cần anh nữa. Nè. Anh đi về Kim đi. Kim Mỹ. Em nghe anh giải thích đi. Mở cửa cho anh đi. Anh đi về đi. Trời ơi, Kim Mỹ à, anh đang nỉ em đó. Má ơi má, má mở cửa cho con đi má. Kim Mỹ. Trời ơi. Từ ngày con Diệu về đây, đúng là thằng Phát nhà mình thay đổi thấy rõ. Nó vui vẻ, hoạt bát hẳn ra. Ăn mặc là chỉnh chu, không có lôi thôi như trước nữa. Nếu đứa nhỏ đúng là cháu nội của mình, thì mình cũng không nên hẹp hòi khắt khe với con Diệu làm gì nữa. Má. Gì? Gì con? Ngày mai ngày rằm á, con lấy xuồng đưa má lên chùa nha. Không cần đâu con. Mai á, má sẽ đi với con Mỹ. Sẵn dịp á, đưa lên đó, nó cầu được con cái. Dạ. Ủa thím ba đâu nãy giờ con không thấy? Nó xin phép về bên má nó ngủ một đêm. Chắc là giận thằng Đạt. Cái thằng cũng đáng giận thiệt. Làm ăn thì không lo làm ăn, tối ngày cứ la cà nhậu nhẹt bài bạc. Nè con á nha, không có được bắt chước nó nghe chưa. Dạ không, con đâu có hà mấy cái thứ đó đâu. Uống đi. Ờ. Bữa nay á, tao chơi với hai tụi bay một trận. Ờ. Một trận á, múc mùa lệ thu luôn. Tụi mày á, có đàn em chơi với tao không? Ờ. Thôi thôi thôi, tao không dám hứa. Thôi đi cha. Lát nữa vợ mày tới kiếm á, thấy tụi tao á, nó lại chửi cho một trận nữa. Nè, hai tụi mày cứ yên tâm đi. Tối nay tao với nó ly thân rồi. Ừ. Nó không có kiếm tao đâu mà sợ. Thiệt hả mày? Ê, thiệt hả mày? Thiệt mà. Uống đi. Nè. Uống nhanh đi, hết chai này kêu thêm chai nữa. Tao uống nha. Lên đi. Không được. Không thể được. Cô tưởng cô là ai hả? Giữa cô với Diệu, con dâu bây giờ của tôi đó, ai hơn ai? Gia đình cô đã phá sản rồi, tới cái nhà để má con cô ở cũng không có nữa. Cô không xứng đáng làm con dâu của nhà này. Cô mau rời khỏi nhà tôi ngay lập tức. Không, không, cái đó không phải sự thật. Không thể nào là
sự thật được. Cô không xứng đáng làm con dâu của nhà này. Cô mau rời khỏi nhà tôi ngay lập tức. Không được, không được, không được. Thiệt là bực mình mà. Sáng mai á, lên đó á, chửi cho cha bắn thuốc một trận. Chắc là thằng cha này á, bắn ba cái thuốc dởm rồi. Báo hại bị con gái la cho một trận. Bực bội gì đâu. Công nhận mình thiệt là ngu à. Không có cách gì để giúp cho con gái của mình hết. Giờ làm sao đây ta? Đau quá. Má ơi, con với. Cái gì vậy? Nhỏ này bị gì mà kêu la ầm sùm vậy? Má ơi. Hả? Kim Mỹ, chuyện gì với con? Con gì? Con, con bị sao vậy? Con, con ơi, con. Đau quá. Con ơi, sao vậy nè? Con, con ơi, con bị sao vậy nè? Con ơi, sao, sao? Con ơi, con bị sao? Đâu con quá. Sao vậy con? Hả? Nói con nghe đi con. Hả? Má ơi. Con. Cũng may là không ảnh hưởng tới tính mạng của bà mẹ. Con nghĩ nhà tôi có bị sảy thai không chị? Có làm lẫn gì ở đây? Con tôi không hề biết nó có thai. Là do có nhiều dòng kinh không đều. Lúc cấn thai, cơ thể không chịu báo động, nên bản thân họ cũng không biết được. Chị làm ơn giúp giùm tôi chuyện này được không? Nếu giúp được thì tôi sẽ sẵn lòng. Chị yên tâm. Chị làm ơn giữ kín chuyện này giùm hai má con tôi. Có thể sửa đổi bệnh án của cháu lại. Đừng để cho ai biết nó bị sảy thai. Nếu chuyện này mà tới tai nhà chồng nó, thì hạnh phúc vợ chồng nó sẽ bị đổ vỡ. Chị làm ơn giúp giùm nha chị. Tôi xin hứa tôi sẽ không cho ai biết chuyện này. Nhưng mà chuyện sửa bệnh án thì... Chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết thôi. Không có gì đâu, chị không phải sợ. Chị làm ơn giúp giùm. Má con tôi sẽ mang ơn chị suốt đời. Thôi được rồi, tôi cũng không muốn là nhìn thấy gia đình ai bị đổ vỡ. Tôi sẽ giúp cho chị. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều lắm. Để tôi đi lấy thuốc, tôi tiêm cho cô ấy. Dạ. Ừ. Khổ thân con gái tôi. Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Con ơi, bác xin lỗi con.
Tất cả là tại má. Tại má mà. Tha lỗi cho má nha con. Thiệt tình á, tôi không biết vợ chồng tôi nó buồn vui chuyện gì. Mà từ ngày hôm qua, con Mỹ về bên nhà tôi là chui vô buồn nằm à. Tôi thấy con Mỹ á, nó buồn quá chị ơi. Vậy sao? Vậy mà trước khi nó đi á, nó chỉ xin phép tôi á, được về nhà ngủ với chị vài đêm. Ngoài ra tôi có nghe nó nói gì đâu. Ừ, chắc nó sợ chị buồn. Đáng lý ra tôi cũng không muốn nói. Nhưng tôi nghĩ tụi nhỏ có chuyện hột hoặc với nhau. Mình là người lớn nhắc nhở tốt hơn đó chị. Thì chị nói là đúng rồi. Được rồi, tôi sẽ nhắc thằng Đạt. Dạ. Mà tôi nói thiệt với chị á, tôi cũng rầu hết sức. Thằng Đạt nó ham chơi lắm. Hễ mình la nó, cái nó về nhà nó buồn quá. Thấy vợ chồng người ta có con, nó tủi thân. Chị, bây giờ mà con Kim Mỹ á, mà sanh cho nó một thằng nhóc con, thì mọi chuyện hụt hạt trong gia đình á, không còn nữa đâu. Con thấy trong người sao rồi? Cũng là nó. Chính nó. Vì nó mà con mất đứa con. Con thề là con sẽ không để nó yên đâu. Thôi đi con. Trong thời gian này, con đừng nghĩ tới mấy chuyện đó nữa. Phải cố tập trung lo dưỡng sức. Má đã viện lý do để xin cho con ở lại đây mấy ngày rồi. Trong mấy ngày này, con cố gắng dưỡng sức cho thật khỏe nha con. Má, tại sao con dịu nó uống thuốc đó mà nó không xảy ra chuyện gì? Còn con uống thì... Má thật sự cũng không biết. Hay là nó biết rồi nó không uống? Không đâu. Chắc chắn là nó không thấy con bỏ thuốc vô siêu mà. Vậy thì má cũng vô phương. Má không thể nào giải thích được. Con lượm. Đúng rồi, rất có thể là con lượm. Vậy là con lượm. Cơ thể nó nghi ngờ nên đã đổi thuốc. Đúng rồi, tao sẽ không tha cho mày đâu lượm. Nó là kẻ ăn người ở trong nhà, mà có mọi phản phúc con rồi, thì con nên tìm cách tống khứ nó đi. Con sẽ tống cổ nó và cả con Diệu nữa. Diệu, mày đừng vội đắc ý. Lần này là mày thoát khỏi, nhưng mà mày đừng vội đắc ý. Tao sẽ không tha cho mày đâu. Tao không tha cho mày đâu.